một quá trời chịu khó chút nha. Em đi chung với bạn, bên đây hai bạn đi chung à? Thường em có hay sử dụng cây chống nắng hàng ngày không em? Dạ không sử dụng chị. Em là năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả? Dạ 19 rồi. 19 rồi. Mười chín mà cao quá trời luôn. Em chắc phải em mét bảy ha. Hả? Người da em mới giàu nhờ quá trời em à. Thôi chúc mừng nó đủ không chị ạ. Vệ sinh mộ.
Đây là khung cảnh quan ở trong chùa nha các bạn. Ở trước mặt các bạn đó là chỗ mà các sư là dùng bữa cơm đúng không? Và cũng là nhà khách luôn nha các bạn. Còn bên đây cũng đang xây dựng. Chưa biết mục đích sử dụng là cái gì. Chưa biết ở đây là xây cái gì nha các bạn. Mình cũng mới tìm hiểu. Gần như là xây mới toàn bộ phải. Các sư thầy đang khẩn trương trộn hồ. Đây Phật tử thì sư thầy cùng nhau làm nha các bạn. Đây là trước mặt các bạn, đây là ở trước chánh điện. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp. Quả tiết rất là sắc sảo. Bên đây là chỗ phòng của sư trụ trì nha. Do trong quá trình trùng tu lại ngôi chùa nên còn hơi bề bộn nhé các bạn. Theo thông tin mình có được từ các sư thầy trong chùa thì chánh điện này sẽ làm lễ kết giới Sư Ma vào tháng 4 dương lịch nha các bạn. Dự kiến là cuối tháng 3 này nhưng mà do nhà nước của mình dời lại tháng 4 vì phòng chống dịch corona, tránh những nơi tập trung đông người gây lây nhiễm cho mọi người ấy các bạn. Còn đằng sau bên đây gặp mé sông thì nơi để ghe ngò của chùa. Đây có cây mây vàng rất là đẹp. Còn giải đối diện các bạn đây là để dạy học và phòng ở của các sư nha các bạn. Còn phía bên kia thì đang trùng tu sửa chữa. Nhiều công đoạn chưa hoàn thành. Chỉ còn 2 tháng nữa là làm lễ kết giới Sư Ma cho chánh điện. Nên bây giờ từ Phật tử đến các sư đều rất là bận rộn. Từ nhỏ đến lớn cùng nhau làm việc. Các bạn thấy sư ngoài kia không?
sương nhỏ nhỏ mà trộn hồ ginh gạch đá xi măng nhìn rất là thương. Bây giờ mình sẽ qua bên đây mình xem cảnh cảnh ghe ngò của chùa nha mọi người. Ở phía sau chùa này còn đất rất là rộng. Đây có sân chơi bóng chuyền nữa nè. Đó. Rồi là chiếc ghe của chùa là có hai chiếc. Một chiếc cũ, một chiếc mới. Chiếc bên kia là chiếc mới á.